Hôm nay chúng mình ôn tập về phân số tiếp theo nha bạn. Ở bài này sẽ củng cố tiếp về khái niệm phân số, tính chất cơ bản của phân số và vận dụng trong quy đồng mẫu số để so sánh các phân số có mẫu số khác nhau. Nào, mình cùng làm bài nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.